Welcome tonight with Viet Thao Show. Viet Thao một lần nữa xin chào các bạn trên S Channel và Vietface TV. Mỗi tối thứ ba nha các bạn. Vừa rồi thì Viet Thao có nói về đề tài ngày Tết và cái phong thủy theo kiểu nói lái của Việt Nam, cho nên nhiều người rất thích và có nói với Viet Thao gửi email về. Cái email đó là gửi về tonight with Viet Thao at schannel.com. Thì có nhiều người nói rằng có những cái lối nói lái nào nữa mà nó có hại không? Nó nguy hiểm không? Vì chẳng hạn giống như kỳ rồi mà nói mai tắt đào là mau tắt đài đó. Thì có, nhưng mà có khi nói lái nó tục mà mình không biết nha. Chẳng hạn nha, tôi nói trước đây là những cái nói lái mà nó có thể tục thì tùy theo suy nghĩ Viet Thao không nói ra. Chẳng hạn như người ta thường nói chuyện với nhau, ê sao mà nói chuyện lộn lời, cái đó cũng là tục nha. Nếu lái lại là tục, cho nên mình nói cẩn thận, có thể nói sai lời thì được, đừng nói cái chữ kia nha. Rồi bây giờ chẳng hạn thường thường các bà đó hay bàn với nhau, người ta ăn nhậu có nói ô thì các ông thì thích đông vui nha, còn các bà chúng tôi thích nấu nướng. Nghe cái chữ đông vui và cái chữ nấu nướng thấy nó bình thường, nhưng nếu nói lái là sẽ tục vô cùng. Giờ thử Thảo thử nói lái cho quý vị nghe để thấy tục cỡ nào nha. Xin nói trước nha, nó sẽ tục nha, tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Đàn ông thích đông vui, thích đông vui. Đông vui nói lái lại là đuôi dòng, mà đuôi đó có nghĩa là mù, dòng á thì nó liên quan tới gió, mù gió nói lái lại có nghĩa là đông vui. Thật sự tôi không dám nói lái cái chữ mù gió nha, nhưng mà chỉ nói như vậy thì mọi người hiểu. Cho nên thường thường các bà đừng nói ê các ông thích đông vui, nói cái đó đúng rồi, đúng tẩy luôn đó. Chỉ nói là các ông ham vui thì được, đừng nói đông vui. Chẳng hạn nói các bà thích nấu nướng, đúng không nè, các bà thì lúc nào không thích nấu nướng, nhưng mà nấu nướng nói lái là nó tục vô cùng nha. Các bà thích nấu nướng, nấu nướng là gì? Nấu nướng, nấu thì phải đun, nướng thì nó thui nha. Mà đun thui nói lái là đuôi thung, mà đuôi đó liên quan tới mù, thung nó liên quan tới co, mà mù co nói lái là đông vui. Dạ. Yeah. Không dám nói ra. Cho nên cái nói lái của người Việt Nam mình rất là phong phú, nhất là người miền Nam. Thành ra chúng ta không nên, thí dụ người ta nói cái câu rất dễ thương nha, con cá đối nằm trên cối đá ha, cột ba kèo là kèo bộ cột đại khái như vậy. Thì cái con cá đối nói lái là cối đá, mà cái câu rất hay nha, con cá đối nằm trên cối đá. Cho nên trong cái nói lái của ngôn ngữ Việt Nam rất là phong phú. Mong rằng có dịp nào đó chúng ta nghiên cứu thêm. Và nhớ các bạn, đây sắp tới từ bỏ hai chữ đó nha, đừng nói đông vui nha, đừng nói là nấu nướng nữa. Các bà thích vào bếp nha, nó đã hơn nha. Ok, tonight with Viet Thao sẽ đến với các bạn. Và vị khách nào đặc biệt tối hôm nay chúng tôi muốn mời các bạn đến, tuổi thì chưa có lớn lắm nhưng cũng coi như là một trong những cây cổ thụ của nền âm nhạc Việt Nam, sẽ mời đến là vị special guest tonight with Viet Thao. Và bây giờ các bạn vào phần thông tin thương mại, quảng cáo xong sẽ có vị khách cho người nào chúng tôi giấu đặc biệt. Yes. Welcome back to tonight with Viet Thao. Trước khi giới thiệu vị khách đặc biệt tối hôm nay, Viet Thao muốn trả lời cái thư tín chọn ra một nha. Nhiều lắm, nhiều thư tín gửi về. Các bạn đã gửi về ở email tonightwithvietthao@schannel.com. Và Viet Thao chọn một cái thư tín để trả lời các bạn tối hôm nay. Cái câu hỏi là, chú Thảo ơi, cháu rất thích chương trình Tonight with Viet Thao vì chương trình này từ hồi coi tới bây giờ chưa có liên quan gì đến vấn đề chính trị cả. Cháu có câu hỏi muốn hỏi chú là chú quan điểm chính trị như thế nào? Có thuộc đảng phái nào không? Và đảng phái đó có phù hợp với các đảng phái ở Việt Nam không? Má ơi, sao hỏi tôi kêu nói rằng khen chương trình tôi không có liên quan chính trị, rồi hỏi tôi thuộc đảng phái nào, ông nội tôi cũng không dám nói nữa. Phải không nào? Cái đó là nói không được. Như thế này, đối với Viet Thao không phải là politician. Politician tức là một chính trị gia, người liên quan tới chính trị. Viet Thao là humanist, tức là người nói những cái gì liên quan tới cái đời sống của con người. Đối với Viet Thao, cái gì mang lại niềm vui cho mọi người, đó là Viet Thao. Bởi vì quý vị nhìn Viet Thao lúc nào cũng đẹp trai là vậy đó. Yes. Yes, đẹp trai không phải gì. Yeah, đồng ý vỗ tay, đẹp trai không à? Quá đẹp trai luôn. Có nhiều người gặp tôi nói là, ô trời ơi, Viet Thao đẹp trai quá, tôi nói I know. Yeah, tự tin vậy, mình biết mình đẹp mà. Cũng như quý vị nha, quý vị hãy tự tin rằng mình đẹp. Mình nghĩ rằng mình đẹp là mình đẹp. Đừng có nghĩ mình xấu rồi. Không cần make up luôn, đẹp là đẹp. Đẹp từ trong lòng ra, đúng không nào? Cho nên khi người ta nói tôi là đẹp trai, tôi nói tôi không phải Viet Thao. Tôi là con của Viet Thao. Chỉ có con Viet Thao mới trẻ và đẹp trai như vậy thôi. Dạ. Yeah. Ok. Các bạn, có một điều là đối với
Tonight with Viet Thao đó, các bạn có thể tham dự và có phần thưởng nha, contest. Các bạn nào gửi những chuyện vui, sưu tầm ở đâu cũng được, chuyện cũ, chuyện mới được, gửi về email tonightwithvietthao@schannel.com. Thì Viet Thao sẽ chọn những chuyện vui của các bạn để coi chuyện nào hay, chuyện nào thích hợp sẽ kể ở trên Tonight with Viet Thao. Và từ đây cho tới cuối tháng 3, nhớ nha, từ nay cho tới cuối tháng 3 khi nhận được tin tức này, thì các bạn gửi những chuyện vui về, Viet Thao sẽ chọn lọc và kể cho các bạn nghe trên Tonight with Viet Thao. Phần thưởng là gì? Đây, phần thưởng là được bảo trợ bởi Harrah's Casino ở tại Las Vegas. Nhưng mà nhớ nha, các bạn phải trên 21 tuổi mới được tham dự. Nếu dưới 21 tuổi đó tham dự đó, thì để cái người trúng giải phải để tên của người trên 21 tuổi nha. Ê. Phần thưởng gồm có a two-night stay at either Planet Hollywood Paris, Harrah's, Bally's or the Rio, tức là hai đêm ở khách sạn thượng thẳng nha, mấy chục sao luôn nha, ở tại Hollywood với các tại Harrah's nha, có thể là Bally's hay Rio, và đặc biệt là hai cái ticket để chúng ta xem các show của Jennifer Lopez nè, Britney Spears nè và Lionel Richie. Yeah. Một cái ticket này là mấy trăm đô la nha, chứ không phải dễ nha. Rồi, đặc biệt là 400 đồng food credit, ăn 400 đồng food trong vòng 2 ngày, ăn chết bỏ không hết luôn. Có quyền ăn lobster nha, có quyền ăn bào ngư nha, có quyền gì cả. Ủa có thiệt không vậy trời? Ồ, ở Mỹ đôi khi nói láo không bị bắt nha. Ê, nhưng mà có 400 đồng food credit và 100 đồng free play for slots or table games. Tức là các bạn đi chơi casino không cần mang tiền theo, lấy tiền casino, chơi casino, có tiền lời đem về, thua coi như quầy giống. Vẫn còn lời, món ăn. Đúng không? Ok. Và tới ngày 5 tháng 4 là trên show Tonight with Viet Thao sẽ thông báo về kết quả cái contest này, ai sẽ đoạt giải nha. Và chúng tôi sẽ trao giải và thu hình các bạn đưa lên cho toàn thế giới biết được cái gương mặt của người thắng giải của Tonight with Viet Thao. Alright, và bây giờ xin được giới thiệu với các bạn một trong những cây cổ thụ, nhưng mà cây này còn trẻ lắm nha, cây này còn non lắm nha, là cổ thụ của nền âm nhạc Việt Nam, Chí Tâm. Xin chào Chí Tâm. Chào Viet Thao. Và cái người mà đàn cái giọng cổ vừa rồi là nhạc sĩ Hoàng Phúc, một trong những tay đàn số 1 về lục quyền cầm của Việt Nam tại hải ngoại bây giờ. Hoàng Phúc. Dạ. Cầm tay dành cho Hoàng Phúc nè. Dạ. Có thể nói Hoàng Phúc đó là ngày xưa đi đàn cho danh hài Văn Hường. Dạ. Đàn liên tục, và sau khi ra hải ngoại rồi là bây giờ cũng là một trong những tay đàn lục quyền cầm số 1 hiện nay. Chào anh Chí Tâm. Yeah, chào Viet Thao. Dạ, em kêu anh bằng anh tại vì anh lớn tuổi hơn em. Thì nếu mà em dành trẻ thì anh nhường cho em trẻ hơn. Bây giờ hỏi ai lớn hơn ai nè? Ai lớn hơn ai nè? Thì hỏi quý vị khán giả coi ai lớn hơn ai. Ai lớn hơn ai? Thì Viet Thao lớn hơn. Anh sinh năm mấy? Viet Thao sẽ chứng minh Viet Thao lớn hơn nè. Anh năm mấy? Sinh năm mấy? Sinh năm mấy? Không biết, nên nói thiệt. Nói thiệt, sinh năm mấy? Show của Viet Thao là dạ, Chí Tâm lắm, Chí Tâm sinh năm 1952. Rồi, Viet Thao sinh năm 1954, năm 4 lớn hơn năm 2 nha. Dạ, số 4 lớn hơn số 2, năm 4 lớn hơn năm 2. Cho nên, Viet Thao nhỏ hơn Chí Tâm 2 tuổi, kêu bằng anh là phải rồi. Dạ. Yeah. Hôm nay đó, giống như là Viet Thao đã nói trong cái show của Viet Thao, hôm nay của Viet Thao là chúng ta những cái gì mà nói biết rồi, thì khán giả là biết rồi mình không nói. Những cái gì chưa biết, khán giả ngồi im thì mình tiếp tục mình nói. Nha, anh chị cũng vậy, em cũng vậy. Và trong cái đối thoại với nhau, trong chương trình Tonight with Viet Thao, không phải Viet Thao hỏi guest, gọi khách mình, mà ngay cả anh Chí Tâm cũng có quyền đặt câu hỏi ngược lại Viet Thao. Rồi, hôm nay có cái gì mới, lạ, đặc biệt anh Chí Tâm nói chuyện hôm nay với khán giả? Hôm nay thì Chí Tâm cũng cảm ơn Viet Thao đã có lời mời Chí Tâm lên Tonight with Viet Thao ở trong đài DirecTV. Thì Chí Tâm cũng không quên xin nói thêm lời S-Channel và S-Channel. Thêm Vietface TV nữa. Vietface TV, yeah. Yeah, yeah. Thì quý khán thính giả cũng trong cái dịp này thì Chí Tâm cũng kính chúc quý vị thật là nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc khi thưởng thức những chương trình Tonight with Viet Thao. Rồi, cảm ơn Chí Tâm. Vỗ tay cho anh cái này. Ủa? Từ nãy giờ anh Chí Tâm nói cũng ai cũng biết. Chưa có gì mới hết không? Uh-huh. Thực ra thì lúc sau này thì mới đây thì Chí Tâm có cộng tác với Vietface TV, một cái chương trình Táo Quân vừa rồi mà quý vị đã xem qua.
ở dưới Pechanga đó. À, đó là cái mới của năm mới năm nay. Nhưng mà có cái này là có thể là khán giả chưa biết nè. Dạ. Táo quân năm nay về chầu trời trễ hết. Cho nên ở trên thiên đình Ngọc Hoàng nổi giận hỏi tại sao táo về chầu trời trễ. Anh biết tại sao trễ không? Tại sao? Là tại vì đó, như các bạn đã biết, ở bên Việt Nam ở khắp nơi nha, người ta có cái phong tục là phóng sinh. Phóng sinh tức là thả cá. Nha. Khi mà con cá người ta lội kệ bà người ta đi, mắc mớ gì đón bắt nó lại. Bắt nó lại trên này thả xuống dưới dòng cảnh bắt nó lại nữa đừng bán. Cho nên cá bị bắt lại hết đâu còn cá nào nó vượt thoát về trời trong trời đâu. Đó là lý do tại sao. Là tại vì ông táo phải cởi cá chép về chầu trời mà cá chép bị bắt lại hết rồi còn đâu về nó cho nên táo về trễ hết trơn trời. Táo bị đi trễ là thiếu cá chép. Chuyện mới phải không? Rồi. Rồi chuyện gì mới nữa ngoài cái chuyện là anh làm số táo quân. Là có một cái đài là bữa nào anh, ngày nào trên Vietface TV? Nó đã qua rồi thì vâng thì những ngày như là gần Tết. Em tưởng là chương trình mỗi tuần. Không có, cái đó là không phải chương trình mỗi tuần. Tại táo có ngày 23 tháng chạp thôi. Mà kỳ rồi chầu trễ nữa phải không? Chầu trễ tại bị cá chép bị bắt hết á. Phong sanh. Vâng thì thường ngày thì Chí Tâm cũng bận biểu, trước hết là có nhiều người thích học ca, học đàn thì tới Chí Tâm dạy. Hoặc là có những người học ở xa thì gọi qua FaceTime. Đó thì mình để cái phone của mình rồi mình dạy thì người ta cũng mở phone ra người ta hát. Rồi câu nào mà học trò hát trật thì mình chỉ, mình dạy lại. Cái này mới. Hồi xưa học là phải gặp thầy. Phải đến tận nơi. Nếu tưởng tượng đi các bạn ở tiểu bang khác mà qua bên gặp Chí Tâm là phải tốn tiền vé máy bay nè, tiền hotel nè. Còn như vậy thì cái tiền mà trả cái lệ phí cho ông thầy, coi như cái chi tiêu sinh hoạt nó không đáng bao nhiêu so với tiền vé máy bay và cả. Còn bây giờ qua FaceTime nha. Như vậy thì đề nghị như vậy đi. Thay vì tiền trả vé máy bay, tiền hotel, lấy tiền đó trả cho ông thầy luôn. Thì cái đó đề nghị hay mà không biết học trò có tính toán cái đó hay không. Thường thường học trò của anh học về cái gì? Thì học trò thường thường tới thì học về tân nhạc. Thì cũng có nhiều người học rồi để đi thi Vista. Có người học để tham dự những cái những buổi hát cho nhau nghe hoặc là những buổi đình đám gì của gia đình. Có em nào thi Vista thắng giải mà học trò của anh không? Chưa. Vậy thì anh phải suy nghĩ về cách dạy của anh nha. Anh dạy sao mà học trò anh không đứa nào thắng hết trơn vậy? Không thì sắp tới. Ok, hy vọng nha. Còn một ngày nào nhớ nha. Ai là học trò của anh Chí Tâm ráng nha. Phải đoạt giải Vista thì mới nở mặt ông thầy được chứ. Rồi còn chuyện gì mới nữa nè. Cái gì mới nữa ha. Có thì sau này thì Chí Tâm với Viet Thao thì hay gặp ở những cái show ở chùa có đúng không? Dạ. Và Chí Tâm cũng sáng tác nhiều mấy cái bài nhạc về đạo ca, về tâm, gọi là tịnh tâm ca. Trong đó có những cái dĩa CD mà Chí Tâm cũng mới ra, đó là An Bình Tịnh Độ. Dạ. Dạ, thì dĩa đó. Rồi ngoài ra thì trong vấn đề thương mại cũng cạnh bên thì Chí Tâm là người đại diện cho máy nước Kangen Water. Đó. Chưa hiểu. Kangen Water là máy nước alkaline để mà uống vào để mình giải trừ được những acid trong cơ thể mình. Mình có thể giúp cho mình giữ gìn sức khỏe cho tốt hơn, không có bị bệnh hoạn lặt vặt vân vân. Rồi ngoài ra còn có một sản phẩm khác nữa Chí Tâm cũng đầu tư và muốn giúp cho bà con nào ở xứ lạnh thì có cái túi nóng này, túi nóng giảm đau. Viet Thao thấy nó nước nó lỏng mà nó lạnh vậy đó. Thì Viet Thao lại có cái cục pin ở trong kích quạt đó. Viet Thao bấm một cái. Ủa có cục pin? Có cục pin. Bấm một cái thử. Bấm rồi nó rung. Không, rung là tại lạnh á. Lạnh quá rồi giờ ấm rồi. Bấm vô. Có biết bấm không? Có cục pin nè. Bấm vô thử coi. Bấm vô chưa? Nó mạnh chưa? Đó. Nó kích nhiệt. Có nổ. Đó, không có nổ đó. Sao cứng ngắc vậy? Nó làm nóng cái túi này. Và bắt đầu thì quý vị đau ở chỗ nào thì mình có thể ướm lên cái chỗ đó. Nếu mà lạnh tay đó thì nhất là ở trong mấy cái phòng lạnh như thế này, nhất là những người cameraman này lạnh tay quá thì có cái túi đây cái xong cái mình giữ tay cho nó ấm. Đây nè, ấm lại. Bây giờ nó giống như cái bột cái gì không biết mà nó bung cứng ngắc ra nóng hổi à. Nếu mà ai mà lạnh mà cầm tay chưa đủ người cơ thể lạnh đó ấm. Thì để vô. Tới đó thôi nha. Để lâu qua chừng viêm cánh.
Để lâu coi chừng viêm cánh. Nhưng mà sau trước là tới đây nha, không được xuống thấp nữa. Ok, hay quá anh. Bây giờ nó đã như vậy rồi, làm sao nó trở lại bình thường? À, nếu trở lại bình thường thì mình để trong một cái nồi, xong mình lót cái vải dưới, mình luộc lên chừng khoảng 10 phút thì nó trở lại cái nước lỏng như vậy. Công vậy. Để vô nồi có những cái nóng lên rồi, người ta muốn nguội lên nó nguội tự nhiên chứ đâu. Nguội tự nhiên. Không, nguội thì nguội tự nhiên nhưng mà nó cứng. Nguội nhưng mà nó cứng. Anh phải nghiên cứu làm sao cho nó nguội tự nhiên đi. Thì nó vẫn nguội tự nhiên. Trở lại tự nhiên phải học vô nồi sao? À, nó vẫn nguội tự nhiên. Nhưng mà khi mà mình bấm cái pin này kích hoạt đó thì nó mới nóng như vậy. À. Giữ được bao lâu anh? Giữ được 1 tiếng. Rồi, bây giờ nè. Thật sự bữa nay không phải là quảng cáo cho sản phẩm của Chí Tâm nha. Nhưng mà nếu cái gì, bây giờ tôi nói tôi không phải politician, tôi là humanist. Cái gì mà ích lợi, vui, đem nguồn vui, mùa lạnh mà có cái này ấm ấm cho cơ thể cũng được nha. Gặp người yêu của mình, em ơi, em có lạnh lắm không? Nè coi nè, trái tim của anh ấm nè, em rời cho coi, để này sẵn rời. Ôi trời, nó nóng dữ quá. Trái tim ấm quá. Đi lại Chí Tâm nha. Trái tim mùa đông. Trái tim mùa đông 714-417-6560. Anh cho em xin một bọc này. Dạ được. Tối nay em về anh gặp vợ em. Tại vì vợ em nó cũng nguội lạnh lâu lắm rồi. Em làm ấm lại. Ông đưa cho vợ em chấm rồi em. Ok, làm ấm lại. Có gì mới nữa? Có gì mới nữa? Dạ mới thì chắc là Viet Thao cũng nghe tin tức ở trong làng cải lương mình đó, thì cũng vừa qua có một cây cổ thụ mà Viet Thao thường hay giới thiệu trong nền cổ nhạc Việt Nam mình đó, là Bác Bảy Viễn Châu. Bác Bảy Viễn Châu cũng vừa mới qua đời. Ông thọ khoảng 94 tuổi, tại vì theo tiểu sử của ông thì ông sinh năm 1922. Mà trong có một loạt bài báo thì nói là 92 tuổi, chắc có lẽ là không có chính xác lắm, nhưng mà cái năm sinh ở trong những cái bài mà tiểu sử đó thì là 1922. Bác Viễn Châu thì sinh ở Trà Vinh, ở Đôn Châu, và tên thật của bác là Quỳnh Trí Bá. Quỳnh Trí Bá bởi vì mới gọi là Bác Bảy Bá. Vâng. Thì cũng tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng lúc đó cũng rất là buồn khi mà hay tin bác đã ra đi. Vâng. Qua đây khi có tin buồn này, Viet Thao cũng xin mang phép mượn Tonight with Viet Thao gửi lời chia buồn đến gia đình của Bác Bảy Bá. Gửi lời đến chia buồn đến gia đình Bác Bảy Bá hay là soạn giả Viễn Châu. Yeah. Thì không phải là cho người lớn tuổi đâu, thực sự bác cũng lớn tuổi lắm, cho nên chia buồn đây với đàn con đàn cháu của Bác Bảy Bá, cố soạn giả Viễn Châu. Lời chia buồn không phải riêng Viet Thao cũng như đại diện anh em nghệ sĩ, và một cái sự chia buồn đến sự mất mát lớn đối với nền âm nhạc cổ nhạc của Việt Nam, từ trong nước cho tới hải ngoại từ trước đến nay. Thì nếu nói về như anh Chí Tâm vừa rồi cho biết rằng chi tiết rất rõ về soạn giả Viễn Châu, thì như Viet Thao đi giới thiệu anh Chí Tâm, thật sự cho đến giờ phút này nha, tôi nói vui thôi chứ không phải nói buồn. Nếu mà lỡ anh Chí Tâm có chết á, chúng ta mất mát lớn lắm. Ảnh giống như là một cái cuốn từ điển sống vậy đó. giữa soạn giả Viễn Châu và anh Chí Tâm có cái sự khác nhau nhưng mà giống nhau. Soạn giả Viễn Châu là chuyên môn soạn viết những cái kịch bản, những cái bài hát cho mọi người trình diễn nha. Và soạn giả Viễn Châu, Bác Bảy Bá cũng biết đờn, cũng những nhạc khí khác nhau nhưng mà không nhiều bằng Chí Tâm. Chí Tâm thì lại đờn nhiều hơn, nhạc lý nhiều hơn luôn nữa, và nhưng mà lại soạn ít hơn nha. Tiếc là hai người không phối hợp chung, chứ nếu hai người phối hợp chung đó mà đi chung thì mất mát còn lớn nữa, cho nên còn ở lại là đúng. Nhưng mà em đó, em muốn anh giữ gìn sức khỏe cho tốt nha, ở cho lâu với anh em nha, chừng nào mà em đi anh mới được đi, tại anh lớn hơn em 2 tuổi nè. Bây giờ nói về soạn giả Viễn Châu, theo anh thì anh còn nhớ được không, bao nhiêu tuần tích của soạn giả Viễn Châu, bao nhiêu bài bản của soạn giả Viễn Châu mà anh đã từng đóng hay là có vai trong đó? Trước đây thì hồi nhỏ đó thì Chí Tâm hay hát những cái bài của Ba Hữu Phước, nhất là bài Nhớ Mẹ đó. Bài đó cũng là của soạn giả Viễn Châu. Rồi tuồng mà mình xem là tuồng Hoa Mộc Lan đó, cũng là của bác Viễn Châu viết. Okay. Rồi tuồng Hàng Mặc Tử cũng của bác Viễn Châu viết nguyên cái vào tuồng, để cho nghệ sĩ Hùng Cường đã đóng vai Hàng Mặc Tử cái đợt đầu tiên của tuồng. Trong của những bài giọng cổ thì có những... Trong giọng cổ thì nhiều lắm. Tình Anh Bán Chiếu là một biểu tượng lớn của cổ nhạc Việt Nam. Trước đây thì ông Sáu Lầu thì đã sáng tác một bài Dạ Cổ Hoài Lan. Tuy nhiên thì sau đó biến thành nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32. Mà cho đến cái giai đoạn mà nhịp 32 là soạn giả Viễn Châu đã thành công ở những bài hát của ông. Chúng ta sẽ trở lại với Chí Tâm. Và nếu được sẽ mời Chí Tâm trình diễn những bài hát, những ca khúc,
những phần trình diễn của Chí Tâm có trong những vở tuồng cải lương hay những bài bản có liên quan đến soạn giải Viễn Châu. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và bữa màn ảnh hôm nay trở lại. Welcome back tonight with Viet Thao, và các bạn nhớ nha, email về cho tonightwithvietthao@schannel.com. Trở lại với nghệ sĩ Chí Tâm. Các bạn, hôm nay chúng ta có một cái tin buồn về cố soạn giả Viễn Châu. Và anh Chí Tâm hôm nay cũng có nói một phần nào cái tiểu sử của bác Bảy. Bảy Bá. Bảy Bá Viễn Châu. Bảy Bá là khi ông dùng là nhạc sĩ đó, lấy tên nhạc sĩ thì là để Bảy Bá, nhưng mà khi ông soạn bài hát thì ông để Viễn Châu. Tại sao có cái chữ Viễn Châu? Viễn là xa, còn Châu là Đôn Châu. Ông sống ở cái thị trấn Đôn Châu, cho nên ông đã xa Đôn Châu, thì là ông nhớ Đôn Châu lắm, ông mới đặt bút danh là Viễn Châu. Đôn Châu là một thị trấn ở Trà Vinh. Ở Trà Vinh, dạ. Mình nghe mới đầu tưởng như là một cái thị trấn thành phố nào bên Trung Hoa. Dạ. Ok. Anh Viet Thao thấy anh có mang đến một cái tờ giấy. Dạ. Yeah. Trong này để thương nhớ bác Viễn Châu, sáng tác Chí Tâm. Đây là cái bài đương nhiên mới đây chứ không thể lâu được. Dạ. Yeah. Mới đây. Dạ. Yeah. Dạ. Anh có thể trình bày cho khán giả nghe cái sự thương nhớ của anh đối với bác Viễn Châu. Vâng, thì ban đầu thì Chí Tâm để như vậy, nhưng mà cái chữ tưởng niệm nó hay hơn. Chí Tâm để tên là tưởng niệm bác Viễn Châu. Dạ. Yeah. Thì cũng nhân tiện đây, Chí Tâm cũng muốn chia sẻ nỗi mất mát lớn lao với tất cả các anh chị em nghệ sĩ, các cô chú cũng như các anh chị em. Rồi tan gia nữa thì dĩ nhiên là Châu với các em ở bên đó. Và bài hát này thì Chí Tâm chưa thuộc, cho nên Chí Tâm phải mượn Việt Thảo lại. Có một điều đó là anh ở trong nghề anh hát thì anh biết nó là điều gì. Yeah. Hay là Hoàng Phúc Đàn biết điều gì. Uh-huh. Nhưng mà như em nhìn thì chính khán giả khi nghe thì nghe như vậy nhưng mà không biết đó là điều gì. Yeah. Xin phép được nói trước, đầu tiên đó là ca điệu Lý Chim Xanh. Yeah. Thường thường mình nghe nói là giống như Nam Ai hay là Lý Quang Sáu. Nặng Tình Xưa. À, cái này ca điệu Lý Chim Xanh lần đầu tiên em cũng nghe. Lý Chim Xanh, Lý Cây Bông. Rồi nghỉ 4 nhịp sau đó vô giọng cổ, rồi nghỉ 4 nhịp qua điệu Lý Mỹ Hưng. Yeah, tại sao lại là Lý Mỹ Hưng? Đây là địa danh hay là Lý Mỹ Hưng có lẽ là ở địa danh đó đã sản sinh ra bài dân ca này. Nếu trả lời như vậy tôi đâu cần ông thầy Quỳ Chí Tâm. Không? Quỳ vốn không? Tôi cũng nói có lẽ là ở làng Mỹ Hưng thôi. Còn Lý Kim Xanh hồi xưa nhìn ông Kim Xanh ấy, líu lo ca hát còn đặt Lý Kim Xanh. Giống Lý Cây Bông. Lý Cây Bông là tại vì nhìn bông xanh bông trắng. Ok, thương nhớ, xin lỗi, tưởng niệm bác Viễn Châu với Chí Tâm và do chính tác giả trình bày. Được dạ, dạ được cho anh em cho anh xin lại cái bài này. Dạ. Vâng, vì ở trong này thì Viet Thao mới cái đọc có một trang, thành ra còn cái trang sau nữa. Trang sau thì có điệu Lý Giao Duyên nữa. Ô xin lỗi em. Đó rồi. Thì đây là hai trang, tại vì bây giờ mình phải đánh chữ to mình mới nhìn thấy. Dạ. Phải không? Và chẳng những vậy nữa mà còn phải đeo kiến vô nữa mình thấy chữ nữa. Thấy chữ. Chữ càng ngày càng xa mình. anh biết có lúc anh không đeo kiến, có lúc anh đeo kiến gọi là già gì không? Già không đều á. Già không đều. Ok, thôi, rồi. Không đùa nữa. Bây giờ là tưởng niệm bác Viễn Châu. Bây giờ cái Lý Chim Xanh á, thì trước mặt Viet Thao với quý vị khán giả đó thì có cái đàn bầu. Mà đàn bầu thì Chí Tâm đã học với thầy Tư Quốc ở Ô Môn, Cần Thơ hồi năm Chí Tâm 16 tuổi. Đó, thì cái lúc mà bể tiếng không có ca được nữa, thành ra mình nhảy qua mình học đàn. Hồi xưa cái đàn không có được đẹp giống vậy đâu. Thầy đóng cho mấy cái thùng dán pháo binh, rồi lượm cái dây thắng xe đạp, rồi tước ra từng cái sợi nhỏ để mà làm dây đàn. Còn cái ống này là gáo dừa điếc, còn đây là cái ống tre thôi. Thấy không ấy? Đó. Thì bây giờ mình đờn một dòng bài Lý Chim Xanh, Lý Chim Xanh hay là dạo Lý Mỹ Hưng trước đi ha. Mình chơi Lý Mỹ Hưng đi. Thank you.
Rồi bây giờ cho phép Chí Tâm đứng lên hát được không? Tại vì ngồi nó hơi tù hơi. Giờ mình đứng lên hát nha. Bài tưởng niệm bác Viễn Châu mà Chí Tâm sáng tác để mà tặng cho tất cả quý vị khán giả hôm nay. Dạ. Yeah. Đứng đó luôn nha. Đem câu hát giao duyên từ miền Trà Vinh, Viễn Châu cũng là bầy ba nhạc sư danh tài. Từng lời ca bắt qua tiếng đàn, tình quê tim vẫn dương. Đây bài tân cố nhạc lòng giao duyên. Khi xưa ông sao cho ta một bài gia cố, hôm nay lưu truyền giọng cố hoài lang thâm tình. Bài ta cân tố giao duyên tình, bàn tay ông Viễn Châu ghi vào trang sử. Dòng nhạc Việt Nam làm sao diễn đạt hết tâm tư để khóc thương một bậc tiền bối tài danh nước Việt. Chúng con từ hải ngoại xa xôi xin cúi đầu tưởng niệm cung tiễn hương linh bác bảy Viễn Châu về cảnh giới thanh nhà. Khóc tiễn người đi trong thương nhớ ngập tràn, người đã đến từ cung trời âm nhạc nếm bụi trần tô đậm những bài ca, những chuyện tình nhan trai thiết tha. Gió đông sơ dính biệt bạch thu hà, chiều qua Giàm Kinh ngã bảy chành lòng thương, sông Phụng Hiệp vẫn dương tình anh ban chiếu. Trà Vinh đây miền đất sinh ra người, tình quê thắm đượm tơ lòng ngũ cung ngọt ngào. Tiếng đàn tranh lừng danh bầy ba réo gọi nước ngon, chân bước xa về Viễn Châu nhớ thương cội buông tuôn mừng lòng câu hò bài ca trong cố điểm tô son vàng cho từng thế hệ tài danh. Bài tân cố giao duyên là mạch sống tinh thần, lòng con thảo cất lên bài nhớ mẹ bên đức sầu dương ý nhà thiết tha. Hỡi cô bán đèn giấy hồng đón xuân đất khách sao lòng xót xa, ngắm ngùi tiếng nhạc lời ca tiếng tờ tông biệt ba nhà tứ kỳ. Hỡi bác bảy viễn Châu thôi rồi còn đâu nửa thương mái tóc trắng phong trần thương nhân nghĩa giữ thanh bần gương bác bảy sông thuần lương luôn ban rải những yêu thương bên
trong thương ông lão chèo đò, gọi bạn chung tình về gánh nước đêm trăng. Qua lan sầu tình điệp đôi tờ văn, nhưng thế còn ai nuôi tiếp nghiệp ca cầm. Thương cực lạc tu là cội phúc, A-di-đà tiếp độ bát vàng xanh. Ngàn năm gương sáng không mờ, tác tình bày bán tôn thờ Diễm Châu. Tôi nghe ban nhạc rì rào nói hay quá, hay quá. Cảm ơn. Tôi thấy khán giả vỗ tay. Cái vỗ tay không phải là cái vui chơi, mà là một sự tán thưởng. Cái tán thưởng dành cho một người nghệ sĩ đã viết nên một cái ca khúc mà trong đó bao trọn cả một cái tiểu sử, những cái tác phẩm để đời của Viễn Châu và đưa tiễn người đi Viễn Châu Đạo Phật. Dạ. Yeah. Đúng không? Tôi nghe ban nhạc thì thầm với nhau chỉ rõ khen Hoàng Phúc đàn, cái luyến lái đàn hay. Phải công nhận đàn hay vô cùng. Dạ, yeah, đàn hay. Đúng không quý vị? Dạ. Yeah. Đúng ra đó, buồn hiu à. Nhưng mà không lẽ mình, cái gì đã qua thì qua, mà mình buồn với cái qua hoài thì không bao giờ vui được. Thì cái lý mà của đời sống của chúng ta đó, thì cái vui nó cũng không có vui được lâu. Dạ. Thì tại sao cái buồn mình phải giữ buồn hoài? Dạ. Phải không? Thôi vậy chút xíu vui đó mình ráng cho nó hưởng trọn cái rồi hết vui cái, dạ, buồn tiếp nữa. Đúng rồi. Bây giờ nè. Bây giờ ta hay nói là buồn 5 phút phải không? Dạ. À. Em muốn xin cái bài này độc quyền. Anh không đi hát đâu nữa hết. À, tại sao? Là tại vì... Chỉ có anh... tôi này với Viet Thao thôi. Yeah. Là tại vì đó, đối với khán giả xem, có thể trong một thời gian sau này đi, cái chương trình này, những cái chương trình đã chiếu rồi trên DirecTV, trên Vietface TV hay là S-Channel, được phép lưu truyền, mình bỏ lên YouTube cho mọi người cũng coi. Nha. Yeah. Lúc đó mọi người đều biết. Với lại khi anh đi trình diễn đó, cái bài này mà khán giả anh đi hát cho Diễn Châu đó, nó buồn lắm. Dạ. Yeah. Đúng không rồi. Cần thiết phải hát. Đúng rồi. Em nói là em giúp anh đó. Cảm ơn Viet Thao. Không, giữ lại nha, giữ lại. Vâng, khi cần thì, thiết đúng chỗ mình hát. Những cái loại bài này thì nó với tính cách thời sự. Dạ. Với một với lại riêng tư đối với bác thôi. Dạ. Nó không phải là phổ thông, phổ cập cho nhưng tất cả sẽ mọi hát người. Được nhiều chỗ đúng lúc, đúng không ạ? Dạ. Rồi, bây giờ trong suốt một cái quá trình văn nghệ của anh nha, có cái gì vui buồn kỷ niệm nào? Thực ra thì hồi nhỏ đi hát thì cũng rất là vui ở cái chỗ mà ăn quán ngủ đình, rồi có những lúc mà mình nằm ở chỗ những cái chỗ mà người ta buôn bán, rồi người ta sáng người ta ra hay đuổi mình đi. Gần quán ngủ đình nhớ Sacramento. Đúng rồi, Sacramento. Hai anh em đi hát. Anh em đi hát rồi có những lúc thì nói ủa tại sao mình hát những bài thì chắc chắn là ai cũng biết là bài Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà cũng là một hồi nãy trong bài hát cái khám phá Võ Đông Sơ, Vĩnh Biệt, Bạch Thu Hà. Thì bài hát đó cũng rất là nổi tiếng về cái loạt bài mà soạn giả Viễn Châu muốn dạch ra một con đường mới cho một bộ môn cổ nhạc mà đưa tân nhạc vào. À. Thì ông chính bài này, bài Võ Đông Sơ là nhạc của Viễn Châu chứ không phải lấy của một nhạc sĩ nào khác vô. Oh. Biên cương Lá Rơi Thu Hà em ơi là nhạc của bác Bảy Viễn Châu. Lời hay là nhạc? Lời với nhạc của bác luôn. Nhạc luôn? Chứ không phải giống như Mưa Rừng ơi Mưa Rừng thì mình biết đó là của Quỳnh Anh. Và hòa chung với cái dòng cổ nhạc của bác Bảy Viễn Châu. Cái Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà, Biên cương Lá Rơi Thu Hà em ơi là cái đó là tân nhạc hay là bác, bài bản? Bác soạn ra tân nhạc chứ không phải bài bản. Okay. Cái loại đó là tân nhạc. Mà chính bác Viễn Châu cũng thời đó giống như một cái cuộc cách mạng mới nào đó cũng bị cái giới mà bảo thủ đó họ cho rằng phá cái nền nhạc giọng cổ cho nó hết còn nguyên chất rồi. Bây giờ mình phá cái bài Biên cương Lá Rơi nè. Bây giờ mình tiếp tục phá nữa phải không? Phá nghe, tiếp tục phá. Viet Thao thì gặp phá thôi. Bởi vì Viet phà Thảo mà nè, hồi nãy nghe nói Viet Thao nói lái đó, cái chữ mà Viet Thao mà mình nói cái giọng miền Nam là Viet Thao đó, Viet Thao là giảo thiệt đó nha. Còn người ta nói tên Chí Tâm, người ta nói thôi ông này không có cần tắm. Nói sao vậy? Tắm chi? Tắm chi Chí Tâm? Tắm chi Chí Tâm? Ok, bây giờ này ha, nhớ cái kỷ niệm ở Sacramento anh em ngồi tại phi trường. Dạ đúng rồi. Rồi anh em nói bây giờ diễn kỳ này có gì diễn chung thì lấy cái bài Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà, anh hát tiếng Việt, em chế lời Mỹ. Rồi, ok. Bây giờ chẳng hạn như là
biên cương lá rơi thu hà em ơi. Đó, thì em dạo thôi dạ. Biên cương. Thôi, biên cương lá rơi thu hà em ơi. Rồi bây giờ Việt Thảo phải dịch tiếng Anh. Em không biết khác, em chỉ dựa theo cái hơi em đúng hát rồi, thôi. Dựa theo. Bây giờ biên cương lá rơi thu hà em ơi, biên cương là border, lá rơi, lá là leaf, rơi là fall. Là phone thì nó phải xuống dưới là leave down. Dịch cho nó dễ hiểu hơn. Rồi. Thu hà thì đến là thu hà. Em ơi thì hey you. Ok, câu đầu làm thử nè. Hey you hoặc là honey. Thử câu đầu. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Border lý đau thu hà hey you. Ok, câu kế coi gì. Đường dài mịt mờ em không đến nơi. Trời ơi, lên có đai lên nổi cha. Đường dài mịt mờ em không đến. Đường dài là long way. Là đường dài. Mịt mờ là không có thấy, là can't see. Đường dài mịt mờ em không đến nơi là you don't come here. Đúng rồi. Ok, khác thử. Đường dài mịt mờ em không đến nơi. Long way can't see you don't come here. Mây nước buồn cơn lửa bên. Mây là cloud, nước là water, buồn là sét, lửa binh là the world. Mây nước buồn cơn lửa bên. Cloud water sét the world. Khóc thương là crying, chuyện chúng mình là our story. Xót thương chuyện chúng mình. Xót thương chuyện chúng mình. Thôi khóc thương đi, dễ dịch chứ xót thương thì dịch chứ. Xót thương thì mình dịch là hurting. Một cái gì chạm. Hurting nghe không đã. Chạm thì đau đớn. Crying dễ hiểu hơn. Khóc thương nghe. Khóc thương riêng anh một mình là câu chót rồi. Khóc than riêng anh một mình là câu chót. Thành ra là xót thương chuyện chúng mình. Hurting our story. Okay. Rồi câu chót là gì? Khóc than riêng em một là mình. Crying. Riêng anh một mình. Riêng anh. Một mình là alone. Ok, yeah. Rồi. Bắt đầu chơi. Từ đầu hả? Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Có đời lý đau thu hà hay you. Đường dài mịt mờ em không đến nơi. Long quê khèm tì vô đông khóng. Mây nước buồn cơn lửa bình. Long water said the world. Xót thương chuyện chung mình. Crying yourself a. Không được. Tại chỗ đó không có lặp lại. Không phải tại vì crying yourself alone. Nhưng mà nếu mà cái đó nó xuống sề, crying yourself giấu quyền. Hả, không được. Không được. Ê, trở lại với Tonight with Việt Thảo và Chí Tâm sau phần thông tin đương hạnh. Welcome back tonight with Việt Thảo. Và trong chương trình hôm nay với nghệ sĩ Chí Tâm, chúng ta đã biết về Viễn Châu. Và đặc biệt ngày hôm nay Chí Tâm đến có mang theo những cái CD. Và đặc biệt là Việt Thảo muốn được giới thiệu anh Chí Tâm nha. Đây là live show Chí Tâm 55 năm niềm đam mê chưa cạn. Các bạn nào nhớ biết tham dự cái live show này ngày nào đấy ta? Đây là DVD phải không Chí Tâm? Yeah, DVD live show. DVD live show liên lạc Chí Tâm nha. Được tặng free hết ạ. Và bây giờ đây là CD mà trong chốc lát nữa của anh Chí Tâm, Việt Thảo sẽ gửi tặng cho khán giả ngày hôm nay. Chọn một ca khúc trong Tịnh Tâm Ca, Tân Cổ Giao Duyên với chủ đề là An Bình Tịnh Độ, bài 24 giờ tỉnh thức, với phần trình diễn của nghệ sĩ Chí Tâm. Mời các bạn thưởng thức trong chương trình Tonight with Việt Thảo. Sống trong chánh niệm, biết rằng ta vừa trải qua 24 giờ. Từng giờ trôi qua, ta quý yêu từng giây từng phút. Như hạt kim cương lấp lánh trong soi dọi tâm tư. Bạn ơi, bình minh đã chiếu soi chân trời.
anh hồng tươi vừa tỏa lan muôn tia sáng ngời. Nhịp thở lâng lâng đưa mắt thương nhìn hoa nhìn lá, đất trời bao la ta có thêm một ngày yêu thương. Con nghe như vậy một thuở nọ thế tôn dạy rằng, kia phù sinh như bóng mây vô thường hợp tan. Đừng vì sân hận giết hại nhau, đừng vì tham tiền cướp đoạt nhau, chớ nên gian tà chớ say rượu nồng lòng đừng dối gian. Bạn hỡi từng giây phút giữ tâm thanh tịnh, lắng lòng nghe từng chúng sinh kêu than khổ sầu. Trồng cây yêu thương hoa trái đơm tình thương quằn nhanh, trí huệ từ bi ta sống trong những giờ tỉnh thức. Bạn hỡi mình chỉ có 24 giờ, những giờ qua lòng có vui hay đang khổ sầu. Mặc đời khen chê ta giữ tâm mình luôn tỉnh thức. Sáng dậy ta vui ta có thêm một ngày yêu thương. Mặc đời khen chê ta giữ tâm mình luôn tỉnh thức. Sáng dậy ta vui ta có thêm một ngày yêu thương. Wow. Thật là bất ngờ đối với Viet Thao, là tại vì tôi cứ nghĩ rằng anh Chí Tâm là phải tân cổ giao duyên. Thực sự đây là hoàn toàn một bài tân nhạc mà tôi nhìn đây là sáng tác của Chí Tâm. Không phải một bài nha, trong này 10 bài, có rất nhiều bài là chính Chí Tâm sáng tác nữa. Xin được giới thiệu đến với các bạn nha. Tịnh Tâm Ca, Tân Cổ Giao Duyên, An Bình Tịnh Độ, liên lạc với Chí Tâm. Đây là bài thứ hai trong này phải không? Dạ. 24 giờ tỉnh thức. Và trong này có bài là 48 giờ nữa nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay. Và khán giả ngày hôm nay sẽ nhận được những CD và DVD này của Chí Tâm. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới trong show kế tiếp. Tonight with Viet Thao.